Xin chào các bạn, đây là trong đây là cái trường hợp mà bị hội chứng trẹo đùi trong qua một cái sau một cái tai nạn giao thông. Sau một cái tai nạn giao thông anh ấy thì cũng chắc là cũng đi rất nhiều nơi rồi đúng không? Anh ấy từ Hà Tĩnh ra đúng không? Sau qua tôi xem phim cộng từ cũng như là thăm khám trực tiếp thì thấy hiện tại bây giờ anh ấy biểu hiện hội chứng trẹo đùi. Cái khớp trẹo đùi này nó đang viêm rất là đau. Đó. Đau đúng không ạ? Đau cái phần xương khớp trẹo đùi. Vâng. Ngoài ra cái vùng mỡ dưới xương bánh chè. Đấy, rất là đau. Vâng. Rất là đau. Và cái cánh của cái con cánh ngang của cái xương bánh chè, cái dây chằng trẹo đùi là dây chằng chè ngang. Thì nó viêm rất là đau. Ở đây là bây giờ đây là cái tôi hướng dẫn là cái băng băng bảo vệ và hỗ trợ điều trị. Cái trường hợp cái viêm hội chứng khớp trẹo đùi này thì đầu tiên tại sao là cầm cái ni lông phải đau gì, bởi vì là da thì đầu tiên bao giờ được cũng da trên da thì nó cũng có những chất dầu trên da ấy, thì mình không bán dùng bằng cái ni lông nhá. Mình dùng cái ni lông mình lau hết cái lớp dầu này đi, lau hết lớp dầu này đi thì nó mới băng keo nó mới dính được. Thì vừa nãy các bạn là vừa nãy tôi cũng siêu âm một massage rồi là vi sóng các bạn qua một chút thì nó cũng dầu hơn một chút nên mình phải lau kỹ hơn, lau kỹ hơn không băng dính nó sẽ không dính nữa. Thì dầu thì đây mình lau kỹ hơn, nhưng mà bình thường khi các bạn đã tắm sạch sẽ rồi đó thì nó chỉ lau qua một lần rồi nó hết rồi. Đây bằng hướng dẫn để bạn đi về bạn ấy bằng lại thôi. Em đi từ Hà Tĩnh ra. Vâng. Cái đầu tiên thì băng này với băng này bao giờ mình cắt tròn cái đầu này để tránh nếu mà bạn để nó vuông thì nó sẽ rất là dễ bị bong. Đầu tiên thì mình băng cái để dưới vì cái gân bánh chè này nó bám vào cái củ chè trước này. Mình sẽ dán vào dưới cái lồng cổ chữ trước khoảng 2 ngón tay. Và cái đầu này hoàn toàn là tự do. Đấy, hoàn toàn là tự do. Để tự do, kéo nhẹ vừa tay thôi. Để gối gấp 60 độ, kéo vừa tay thôi. À, 90 độ, kéo vừa tay. Thì là nếu như mà có mà có cái băng to hơn thì tốt, nhưng mà vì là ở Việt Nam mình cũng chưa có cái băng mà bản rộng của nó 6 hoặc 10 cm cho nên là mình đây chỉ băng 2 lần. Đấy đầu tiên, chứ nếu như mà cái bản rộng hơn thì băng một đường là đủ. Và cái luôn nhớ là đầu những cái băng này bắt đầu Nguyễn Thủy và cuối cùng thì gần như là mình để băng nó tự do. Thì nếu như mình càng kéo càng căng thì càng dễ chuột. Cái thứ hai, cái thứ hai mình đo tương đương với đây là bọc ép với những trẻ. Còn cái vòng này nó bạn hướng đây nó tương đương với khoảng đến giữa đùi, mình kéo căng này là vừa. Đấy, và cắt tròn hai đầu để tránh tuột. Bạn xé này, cái này rất là quan trọng. Đó, mình băng tại giữa cái xương bánh chè này, à, cái gân bánh chè này thì tương đương với cực dưới xương bánh chè và ở trên cái lồi cổ chè trước là kéo căng tương đối mạnh tay, chân vẫn tiếp tục để 90 độ tương đối mạnh tay nhiều căng đưa lên trên gần như bạn có thể kéo mức cỡ để lên khoảng độ 10 đến 15 cm và dính cố định nó lại để thả lỏng tự nhiên. Kéo vừa tay. Bạn kéo càng căng thì khi mà hoạt động thì nó sẽ tuột ra mất. Vừa. Cái mặt trái của băng này cuốn lại. Gì nó lại.
băng thứ hai. Mình cho cái băng xanh đỏ này cho nó đẹp. Thì ra chỉ cần một băng thôi. Cho nó đỏ. Băng thứ hai vẫn cắt tiếp tục cắt tròn, đầu để trắng tuột. Bạn ướm lên dưới cái lớp băng này một chút, nhưng mà bạn băng lên trên này một chút thì băng lên ngay cái băng này thì nó rất bị tuột. Băng dưới cái chỗ để nó dính vào da đấy. Dưới một chút rồi bạn phân ra tương đương với cái vùng mà cực trên xương bánh chè này. Gần cái chỗ này bạn để tự do thì mình cắt đôi cái phần trên này ra. Gấp vào đấy giấu, không phải tí nữa này. Được. Xé cái đầu này để cái đầu tự do, bạn đừng không bao giờ cầm được cái mặt keo này, cầm được cái mặt keo này nó sẽ bị không dính và rất là dễ sau này dễ tuột. Đặt hoàn toàn để mà cho nó cái đầu này nó cứng này. Thì cách dùng là để bạn vẩy nó ra, để hơi cong này gần như cái đầu này nó cứng như bình thường, mặc dù là nó tự do cứng như bình thường, để bạn dán ở dưới cái tầm cỡ khoảng 2 khớp ngón tay tiếp tục kéo nhẹ là nó lên thôi, giữ kéo nhẹ nó lên là kéo lên. Vừa tay cho đến tầm lên cực xương cực trên xương bánh chè. Đấy. Kéo à cực đến bắt đầu từ đầu cực dưới xương bánh chè. Tách lên đầu một ra. Kéo ở mức độ vừa phải, vừa tay thôi. Vì đang là khi mình chạy mình tiếp tục to, kéo vừa tay thôi. Đi lên trên này. Theo cái đường mà vừa trên kia nó bị hở, vừa cái đường băng kia nó hở. Bên này tương tự. Cái vừa rồi cái đợt đại U23 ở Thường Châu vừa rồi có một bạn cầu thủ Hà Đức Chinh cũng bị cái này, và bạn Bùi Tiến Dũng cũng bị cái này. Thì băng sau đó thì băng thì tôi cũng có ảnh chụp một cái ảnh các bạn rất là tươi vui sau cái trận ở Thường Châu, rất là đẹp. Cái ngày đấy thì chúng tôi có cái băng, đợt đấy chúng tôi có cái băng rộng 6 cm này, băng nó rất là đẹp mà nó còn hoa văn. Bây giờ thì tôi cũng chưa nhập được về cái băng đó, cũng tìm mãi chưa có. Cái băng đấy là của anh trai bác Hang Sơ mang đến, đây là ở Việt Nam này chưa có, chúng tôi mới chỉ nhập được cái này về. Bây giờ em check lại xem ok chưa, em giúp chị đi xuống đây, đứng ở đây cái đường dặn này. Đi lại cho nào, nhú lên nhú xuống thế nào. Nhà nó hơi chật. Ok, thấy nó chắc chắn hơn không? Mình di chuyển băng thế này này. Rồi, anh sẽ băng, em phải băng như vậy. Con mình có một quấn gì ở chân trái. Mình quấn một cái cũng được mà không quấn cũng được, vì là có một cái bên trên kia kìa. Nếu như mình cảm thấy không an tâm thì mình có thể là quấn một cái, nhưng mà quấn cái bên dưới á. Nhưng mà cái chính là cái vòng này này. Cái vòng này của em là đã quấn cái đó rồi. Đây này, cái vòng này này là quấn cái gân này rồi. Nhưng mà mình muốn an tâm hơn mình sẽ quấn dưới này, cái thế này, cái dưới này cái hả? Quấn bên này, bên dưới này bản quấn cũng được, hoặc là mình không quấn cũng được. Nhưng vì tại sao cái nguyên tắc của mình cái này mình cũng không muốn quấn theo một cái đường tròn
đường tròn nó sẽ ứ trệ tuần hoàn, cũng như giống như là nó sẽ vướng ở đằng sau cái gân này này. Nó sẽ vướng ở sau gân này. Băng cái này của bạn chỉ cần băng như thế này là đủ rồi. Em cứ thử xem thế này là đủ chưa? Em thấy chân cũng được. Cái này em chỉ cần băng thế này thôi, em không cần phải băng thêm cái vòng tròn này đâu. Chuyên gia nhé. Mình lúc nãy giống như mình chạy nhảy mấy ngày trời có chân lỏng không băng. Bỏ cái quấn chân lại mình đá được. Đây em quấn như này để em đá đấy. Quấn như này để đá, cái của em chỉ cần quấn như thế này thôi. Em không cần phải quấn thêm một vòng gì cả. Nếu như mà em cảm giác như là nó không an, chưa yên, chưa đủ an tâm, em có thể quấn thêm một vòng nữa cũng được. Nhưng mà nhiều khi nó không cần thiết. Ví dụ như em nằm ở đây sẽ quấn thêm cho em một vòng nữa xem em cảm nhận thấy thế nào. Thì nó không cần thiết. Vì cái trường hợp này của em nó khác. Khi quấn một vòng á, khi quấn một vòng ấy còn lại ấy, thì mình lại để lỏng cái cổ chân, lỏng cái gối. Lỏng cái gối mình có quấn thì cũng không nên là siết cái đằng sau này nhiều. Không nên quấn thành một vòng đâu, vì là mình càng quấn một vòng ấy thì nó đằng sau nó càng ứ trệ tuần hoàn, nó càng khó thôi. Mà nó lại chẹn vào mấy cái gân đằng sau này, không cần thiết phải làm cái việc đó. Đây cũng cắt tròn rồi đâu. Nhưng mà để phải hoàn toàn để cho cái gân này nó thả lỏng hoàn toàn. Đấy, mình cũng quấn căng giữa, kéo căng một cái gân đó. Thế đến đây dừng lại thế thôi để thả lỏng, chứ không phải mình quấn tròn, mình không nên quấn tròn nhé. Tròn nó sẽ tổn thương vào cái gân này, nó còn tệ hơn rất nhiều. Đấy, em ngồi xuống bật bình thường, bật bình thường, bật thoải mái. Ok.